Xin chào tất cả quý vị nha, mời quý vị đến phần tiếp theo của lễ lẩu then Vĩnh nha, ở thành phố Lạng Sơn nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nha. Bây giờ sẽ là phần báo lẩu nha, quý vị nhớ báo cáo các cửa nha, từ dưới âm, dưới từ địa ngục lên đến thiên đường nha quý vị, thiên đàng hay là gọi là gì, trên trời ấy quý vị. Bên này được gọi là trên thiên đình, dưới âm phủ lên thiên đình nha quý vị. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nha, cảm ơn tất cả quý vị nha. Bây giờ mời nghe các thầy ở hát then nha. Trưởng đoàn là then then nha quý vị, nó là sư phụ. Áo đỏ gần hai đệ tử áo đen nha quý vị. Nên những người tăng trước từ mũ từ 9 giây lên 11 giây nha quý vị nha. Với sự tham gia của rất nhiều fan nha quý vị. Dẫn đầu fan khen, bên cạnh là fan hiếu này. Tiếp theo là fan fan ngân này. Fan lộc này. Tiếp tục là Thanh Hiếu này, Thanh Nguyên này, Thanh Lộ này, Thanh Thảo Lâm Sơn và hai điện tử. Ánh cầu mà Sam khách thì chưa đến hết nha quý vị, nên là hoãn lại nha, làm những phần này trước. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Anh ơi, lên xem lan bốc nào. Lan bốc, cho cả lan bốc. Thank you.
cảm ơn quý vị đã xem nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha. Bây giờ các thầy sẽ nghỉ một chút nha quý vị để chuyển sang phần tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả quý vị nha.